La Thang Sài Gòn xin nghe kính chào tất cả quý vị trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị thì hôm nay tôi quay lại đây cũng xin quý vị một khoảng thời gian cho tôi chia sẻ cái quan điểm của mình liên quan đến cái sự việc của Phúc Ngã Nam Chùa Chó và nữ đại gia đi cùng nhịp sông Niêu xuống uh, Lâm Đồng để xác minh trường hợp của nhịp sống niêu và bê hăng. Thì trước khi mà mổ xẻ cái vấn đề, tôi cũng xin nhắc lại cái quan điểm của tôi trong trường hợp của nhịp sống niêu. Cái quan điểm của tôi đó, tôi rất bức xúc cho cái hành vi của nhịp sống niêu có những cái chiêu trò gọi là lấp lỗ quá bị ổi, nó không xứng tầm của một người đàn ông. Vì thưa quý vị, tôi cũng đã từng nói rằng cái chuyện mà nam nữ yêu nhau và sau này xảy ra cái mâu thuẫn không đến được với nhau Cái chuyện đó là rất bình thường Xã hội này là rất nhiều Chứ không phải riêng gì trường hợp của nhịp sống điêu Đúng không ạ? Tuy nhiên Có những cái mà tôi bức xúc Bức xúc tột cùng Từ lúc mà tôi xem được cái thước phim Mà nhịp sống điêu nó khóc như là cha chết đó, Và nó nói con bé này Trong đó có một cái nội dung liên quan là nó con bé này là dẫn con bé này về nhà để gia đình coi mắt và sẽ tiến tới hôn nhân cái chuyện đó là chắc anh quý vị nào đã xem cái thước phim của tôi chắc quý vị cũng đã hiểu và cái điều tôi bức xúc như thế này thành nhịp sống điêu nó liên tục lên cộng đồng mạng nó nói con bé này là em kết nghĩa con bé này bị bệnh tâm thần đó là một trong những cái chiêu trò nó lấp lộ quá bị ổi, quá đê hèn cho một thằng nào làm được không nhận được Đấy. và cái này thật sự ra một mình thành nghiệp sống điêu nó gây xấu hổ cho những người con đất bình định của chúng tôi. Đấy. Còn những bà con mà nhảy vô nói là tại sao đồng hương đi nói xấu với nhau cái này xin thưa quý vị đó cái này không phải nói xấu mà cái này là, là cái sự thật. Cái chuyện thành Nhịp sống điêu nó có quan hệ tình cảm với con bé này là thật nhưng sau khi mà con bé này tố giác thì nó là có những chiêu trò không phải là một thằng đàn ông. Đấy nó đưa ra những cái luận chứng là con bé này là cái như là em kết nghĩa rồi bị tâm thần mục đích cuối cùng là nó muốn thoát cho cái vụ linh sinh này đấy. thì tôi hỏi quý vị thì cái chuyện nó đã qua thì thôi đấy qua ngày hôm sau nó mới dẫn kể như là một vị đại gia này xuống cô này là huỳnh nga đấy. là một trong những người cũng từng giúp trọng súng là cái như là cái bàn trái cây bằng bán bằng bắn nước kpf đó là vị này cái như là là cũng tới vỗ Ngực Sơn tên là Đại Gia đó thì xíu tôi sẽ nói cho quý vị hiểu. Một thằng đàn ông mà lại bây giờ lại tính vào cái đũng quần của một người đàn bà để mà nhờ cầu cứu trong cái sự việc như thế. Trong khi đó cái hậu quả là mình gây ra, mình là một thằng vô trách nhiệm, không thừa nhận với những cái gì mình đã từng có với con bé này. Đó là một trong những cái hành vi là gọi là cái như là vô cùng xấu xa bây giờ. Cái điều đó là tôi đang nói vấn đề đó. Còn cái chị này nói là đi xuống đó để xác minh để tìm hiểu xem con bé này nó như thế nào sẵn sàng sẽ giúp đỡ đưa đi bệnh viện và trên xe chị cũng mua hai cái ve thử thai đấy và đem theo một cái túi đồ thì tôi sẽ nói cho tất cả các bà con liên quan từng chi tiết một cái vấn đề đầu tiên mà tôi đang nhìn nhận rằng chị này đi cùng với nhịp sống Niêu thì trong cái thâm tâm và ý đồ của chị là không phải để xuống tìm hiểu giúp con bé này nếu như chị muốn xuống tìm hiểu và giúp đỡ con bé này đó thì chị đi một mình chị đi một mình xuống chị tìm hiểu chị xác minh con bé này cần giúp cái gì và sự thật ở đâu sự giả dối ở đâu đó là chị mới xuống là tìm hiểu xác minh chứ đằng này chị đi với người mà đã có cái mâu thuẫn với con bé này thì tôi đảm bảo quý vị bây giờ người kinh cũng không dám ra đừng nói chi một số cái như là bà con đồng bào thiểu số nhất là con bé này nó cũng nằm trong cái vùng đồng bào thiểu số mà cũng không được người thân yêu để mà che chở bảo vệ thì tôi hỏi quý vị con bé này có dám ra hay không cái vấn đề đầu tiên tôi không phải tôi binh con bé này cái chuyện mà tôi cũng đã từng nói yêu đương không hợp chia tay đấy, Chứ còn cái chuyện mà tôi đang nói đây là cái chiêu trò của thằng nhịp sống niêu đó nó vô cùng nó bẩn bựa đấy nó xấu hổ lắm đấy cho nên á chị lên xe chị on on chị bảo rằng là cái như con bé này không dám ra thế này đã khác tiền chị quất vô trong cái như là cái cửa sổ một người mang danh là Mạnh Thường Quân đã đi giúp người Nhưng cái tâm của chị không phải là Mạnh Thường Quân Mà cái tâm của chị lúc đó là cái sự sân si Cái tâm của chị lúc đó, đó là cái sự ghen tức Để, Ghen tức là cái như với con bé Hằng này Chứ không phải là chị là Mạnh Thường Quân mà xuống có một cái tâm từ để mà giúp đỡ con bé thật sự qua thước phim qua cách chị trình bày thì tôi hiểu rằng chị mang tính chất là chị là sân si và chị đang ghen tức cho cái sự việc là giữa con bé này với nhịp sống điêu đó cho nên chị mới bà bằng mọi giá chị xuống cho bằng được cái vấn đề thứ hai chị mua hai cái ve thử thai chị mua thì chị xác định xuống để chị thử nhưng tại sao chị đi chỉ một mà chị đi cái trong xe có thằng nhịp sống điêu chị đang có ý đồ cái đó là một trong những cái mà điểm nhắn để chị kết luận rằng con bé này nó không dám ra thử đó. chị đang có ý đồ đúng không còn cái chuyện cái bịch đồ của chị đó <laughs> Thì tôi nghĩ rằng chắc là Chị cũng đang trốn chồng, trốn người tình, trốn con gì đó Mà để đi tung tay những nhịp sống điêu thôi để Chứ chị không có tốt lành gì để mà xuống để mà giúp đỡ Giúp đỡ gì mà đi với người hại nó Mà cái như là tôi hỏi tất cả các con có tin hay không Con bé này nó có tin để mà nó ra để nó tiếp cận với bà này hay không để Và đi vô đó xác minh Thế thì tất cả những cái mà thước phim đó đâu để cũng không thấy luôn đúng không cho nên tôi nói là cái như là <laughs> về cái bản chất cái bộ phim đó đưa lên cái thứ phim đưa lên thì tôi thấy rằng ở đây cái na ná là cái sự việc là xuống xác minh để thỏa cái cơn ghen tức đó, đó là cái tôi nhìn nhận cái thứ hai đưa ra những cái chứng cứ đưa ra những cái ngôn từ nó ngụy tạo đấy để nhằm khỏa lấp đi một sự thật để nhằm mà che đậy cho cái sai cái trái của thằng Diệp Song Liêu cái còn nữa đó trong quá trình mà chị lên xe Chị oan oạn Chị có vẻ là cũng còn quá tự Quá là là, 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 là sân si cho cái sự việc này Đấy. Là nó con bé này Nó không được sinh gái Con bé này nó xấu hơn con chị Con bé này Cái chuyện nó chuyện của người ta Nhiệm vụ chị xuống giúp người Và chị giúp không được Thì chị nên chị về Chị câm cái mồm chị, chị về Thì nó hay hơn Đúng không ạ à? Cái đằng này chị xuống thì xác minh xong rồi chị nói chị là mạnh thường quân mà lên trên xe chị chửi con bé này nó lên bờ xuống ruộng Mà những câu từ của chị là chửi là chắc ăn là có cái sự ghen tức trong đó Cho nên cái lòng dạ của chị là cái như chắc là những bà con mà phụ nữ chắc họ sẽ hiểu hơn tôi rất nhiều Đúng không ạ? Qua những câu từ, qua những cái hành động của chị Thì kể như là tôi đảm bảo rằng những bà con cùng giới của chị họ sẽ hiểu chị rất nhiều Và cái mục đích chị xuống đó là gì? Đó cho nên chị đừng bao giờ lên cộng đồng mạng mà có những cái chiêu trò gọi là đi lấp lỗ thuê, lấp lỗ mướn cho thằng nhịp sống điêu. Còn cái sự việc tôi nói chị, chị không đủ tư cách và ngay cả thằng Phúc của anh em chuồng chó không đủ tư cách là yêu cầu lang thang Sài Gòn này xuống để xác minh cái sự việc nó như thế này nào như thế khác tôi không có có cái yêu cầu không có nhu cầu để phải xác minh cái việc đó Tôi đang cái như là bức xúc cho cái sự việc thành nhiệt sống điêu đó là thành vô trách nhiệm Nó ảnh hưởng đến là cái như dân bình định của chúng tôi Đấy. Tôi đang phản bác một cái thành cũng là con dân ở tại đất Bình Định Đi vô đây để lập nghiệp kiếm sống Mà nó lại có những cái chiêu trò làm ảnh hưởng quê hương tôi rất nhiều Bằng những cái thủ đoạn và bằng những cái gọi là cái như là Một thành sở khanh Nó tránh như thế đi Đấy. Cho tôi đang bức xúc cái sự việc đó nó đang làm ảnh hưởng đến cái hình ảnh của một cái như là đất bình định. Cái đất bình định của tôi đó nó có một cái câu mà gọi là bất hủ Đó là đất võ trời văn thì không thể để cho cái thành phần nhịp sống điêu mà nó vô nó phá hoại bằng những cái chiêu trò nó làm thiện nguyện, bằng những cái mà cái hậu quả của nó trong cái quá trình phát sinh tình cảm nó đang đi lấp lỗ như thế. Tôi không chấp nhận cái hành vi như thế. Và tất cả các bà con mà nhảy vô nó cùng men Mà cả như tại sao đồng hương mà để không bảo vệ đi nói xấu Cái này không phải nói xấu Mà cái này tôi đang muốn phân tích một cái sự thật liên quan đến nhịp sống yêu Mà cái sự thật này chỉ có những bà con mà cả như là biết tôn trọng sự thật Mới hiểu được sự thật này mà đâu Chứ còn một số vị mà nhảy vô cùng men Nhảy vô có những cái câu từ đó Thì tôi xin thưa quý vị chắc trình độ quý vị chắc cũng là Cũng giống giống như con thôi, không khác gì cả Đấy nó không có một cái tầm mà để mà kể như là phát ngôn hay để comment mà để nhận biết cái sự việc nó đúng hay sai ở chỗ nào. Tôi hỏi quý bà con bây giờ nè. Có ai mà mang cái danh là một mạnh thường quân đỡ xuống xác minh mà đi với người mà từng hại cái người mà đỡ mình đi giúp đỡ hay không? Thấy quý vị thấy sai sai hay không? Đấy. Quá sai chứ. Cái trường hợp đó là nó không thể xảy ra Mà ngay từ đầu thành nghiệp sông Niêu với bà Huỳnh Nga này là cũng đã có một cái mối quan hệ đã từng cả như là ở tại cả như vài cam của trọng súng Đấy. quý vị thấy cái thước phim mà cái như là là cái bà này bảo xuống bà cũng giúp cho cái như vài cam của trọng súng là cái như là là cái bàn ép cái cây rồi đó, nó quý vị thấy đi tôi không có gì mạnh thường quân nhầm cây giấy mạnh thường quân mà mang chắc là cái như là đưa ra cái sự việc cá nhân là chính Đấy chứ không phải là thiên về cái sự việc đi giúp người Mà bà đang thiên về cái sự việc cá nhân Và bà không có đủ tư cách Mà nó đỡ mời tôi đi du lịch xuống kể như là Đà Lạt Đà Lạt với tôi nó không xa lạ Đà Lạt với tôi nó không xa lạ đấy. Còn cái sự việc Đấy bà thuê xe Thì nó thực sự có những cái thành nó muốn đào mỏ thì thằng nhịp sống điêu. có những thằng mang chắc là nó còn cả như đủ sức lái máy bay ấy thì thật sự ra nó còn bu theo bà để mà cái như nó đi xe đó và nó có những cái chuyến du lịch phải đi chứ còn nói thật sự ra thì điều kiện kinh tế tôi cũng có đủ tôi muốn đi đâu là tôi đi đó và tôi đi là cái như thật sự là tôi tự thu xếp thời gian tôi đó đi nhưng tôi sự việc nào tôi cảm thấy cần thiết Đấy, chứ không phải là cái như là tôi không phải con rối như các người mà cái như muốn ai điều đâu đi đó đấy còn bản chất cái bản chất sự thật ở đó thế nào thì quý vị cũng đã hiểu đấy xuống đánh ghen hay xuống gì đó thì tôi nghĩ có lý hơn chứ nó xuống xác minh mà để giúp đỡ thì không ai mà đi kiểu đó cả và không ai mà lên xe là trong cái quá trình đi đường gì cả như là tua tủa ra những cái câu từ mà cảm thấy nó vô cùng là xấu hổ Đấy. thực sự ra mình cũng là một người thân phận đàn bà với nhau thì cũng phải hiểu ra cái con bé này nó có những cái gì bức xúc nó mới đưa ra những cái mà cái lời tố cáo như thế thì mình phải đặt cái hoàn cảnh của mình Trong hoàn cảnh của nó như thế nào Thì đó là một cái tâm từ của một người đi làm từ thiện thực sự Chứ đằng này cả như làm mượn cái danh từ thiện Để xuống để trắng áp cái sự việc này Trắng áp sự thật này Để, để bảo vệ thằng nhịp thằng, thằng, thằng sống niêu tổ hội quý vị Tổ hội quý vị thì có nên hay không Có nên im lặng hay không Để cho những thành phần này cả như tự tung tự tác hay không Đấy còn cái sự việc thành phúc của nam chuồng chó ta nói mày nè không phải một mình tao mà tất cả các cộng đồng mạng mà yêu cái sự thật thì ai cũng lên án cái gì sự việc của Trọng xuống Nó là một thằng cũng đã từng cộng đồng mạng cũng đã cứu mang giúp đỡ nó rất nhiều nhưng đến bây giờ mày thấy nó còn được cái gì? Nó ngồi còn trên ranh dưới dép rồi cái như là cái cái mặt dày đó nó bu bám cộng đồng mạng nó sống. Nhưng mày nghĩ mày giúp được Trọng súng hay không? cái bản thân của mày cũng làm đi đi làm cũng ly chết mẹ luôn kể như là cái như là cầu cái như bữa sáng được bữa trưa mà cái như mày đặt cái như nó đòi đi giúp mày mục đích của mày mày vô đấy để mày quay phim mà câu like câu view mà không giúp đỡ nó bất kỳ vấn đề cả còn những người đó là mày có cái tâm từ mày có cái sự mà lương thiện để mà đi giúp trọng súng người ta mù rồi đấy. không ai mà đi 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 đi, đi chấp nhận mà một thằng đi làm thiện nguyện mà cái như đó đi quay một trường hợp mà nát cái máy Đấy, chỉ có những người ngu đó, mới chấp nhận những hành vi của bọn mày như thế chứ thật sự ra đi làm thiện nguyện thì cái như hoàn cảnh ngoài đời nó khổ nhiều lắm không phải riêng mỗi gia đình chập súng mà mày lại lao cái đầu chó mà vô mày quay rồi cái như là để cộng đồng mạng phản ảnh để thế này thế khác còn mày có đủ tư cách gì đâu mà mày nói là cái như tao phải xuống đó xác minh để giải cứu thằng nhịp sống yêu cái chuyện á lúc nó chơi á tao hỏi mày này nó có kêu gọi tới mày không nó cứ kêu tới tao không? mà lúc nó gây hậu quả xuống giải cứu đó nó đập chết mẹ nó với đó cũng được chứ giải cứu cái gì đấy một thằng đấy là cái nhân thật sự đó nó sống chặt đắt cái quan điểm của nó là cái như nó đi lấp lỗ với một người phụ nữ mà nó từng có cái mối quan hệ tình cảm như thế là một thằng đàn ông hết xài đấy. nó phải chấp nhận một sự thật là nó từng quan hệ tình cảm với con bé này thì thật sự xin thưa quý vị cộng đồng mạng không dạy sống và những cái hình ảnh mà xấu xa của thằng nhịp sống điêu thì kể như cộng đồng mạng cũng không bao giờ biết đâu nhưng tôi hứa một điều thế này Chắc ăn những gì mà thành nghiệp sống điêu nó gây ra trong suốt cái quá trình từ trước đến giờ Tôi sẽ môi ra bằng hết Mày khôn hồn Đấy Thì mày cái như mày câm cái mồm chó mà lại đi Nha. Đừng bao giờ mày mượn người này người kia lên mà để có những cái gọi là cái như lắp lỗ Ta đảm bảo nè Bọn bay không có tầm mà để mà có những cái chiêu trò mà để cái như mà đỡ nổi cái lỗ đó đâu Bay lắp không nổi đâu Cho nên đó, đừng bao giờ mà kể như mang chắc là sóng bày đàn Cái bày đàn của bay tao rất khoái chí đấy Đấy Còn cái việc có một số bà con đó là tôi ngồi ở nhà Mà kể như là cái chuyện đụng kênh nào cũng nói Tôi thưa quý vị nè Những cái kênh đó bây giờ nè Những cái kênh nó bu trọng xuống nó quay Nó ra tận nơi chứng kiến sự thật đấy. Tôi hỏi quý vị cái tầm nhìn nó có không Cái tầm nhìn nó có không mang chắc bây giờ nó giả đuôi giả mù giả điếc để mà cái nó bu theo đó nó sống như một cái lũ tầm gửi một cái loại cảnh bả xã hội để. thì tôi hỏi quý vị có đáng là đáng hay không để. tại sao là chúng ta là sống trong một cái xã hội mà cái như văn minh thế mà để cái băng nhóm này nó có những cái chiêu trò gọi dẫn dụ có những chiêu trò gọi là trục lợi lừa đảo trong tình thương của người khác là sao quý vị đừng bao giờ mà cổ suý còn tôi tôi có cái công việc riêng của tôi Đấy còn nói thật sự ra nếu mà cái giờ làm việc á, thì cái băng nhóm này nó không bạc đấy nó chỉ chứng qua một thành cú ly nhưng tôi đủ thời gian tôi chủ động đủ các kiểu để tôi chơi cuộc chơi của tôi cho nên quý vị cứ an tâm đừng có liên quan gì đến mà đừng có có xía cái mồm nói việc của tôi việc của tôi quý vị không hiểu việc của tôi đâu cho nên đừng bao giờ có những cái câu từ mà nói cái nó ngang mang chắc là giống như là một người mà mù mà còn thêm điếc nữa thì nó tội lắm đấy cái bản chất của thành Phúc Nga Nam tôi nói cái vậy nè Đấy Nó bây giờ nó làm cái gì Mà kể như là nó cứ nói là giúp đỡ trọng súng Nó giúp gì? Nó giúp túi tiền của nó đấy Đấy Còn cái chị của mày đó là việc của mày Chị của mày Hay là bà nậu của mày Hay má của mày Hay là cái máy bay của mày Đó là việc của mày Với tao nó không quan trọng Cái ta đang nói đây ấy, là do kể như là Cái máy bay của mày lôi tao vô Hiểu không? Đấy lôi tao vô mà tao với máy bay của mày cũng chưa biết là mặt bao giờ Đấy nhưng lôi tao vô thì tao phải lên tiếng Đó Tao nói này Huỳnh Nga không đủ tư cách Mà để phải mời tao để mà cả như đi thuê xe để xuống xác minh chuyện đó Đấy tao nói mày hiểu rồi đúng không Huỳnh Nga không đủ tư cách Đấy Cái tiền của Huỳnh Nga là chỉ xứng đáng để phục vụ cho những thằng đào mỏ như mày Như thằng nhịp sông Niêu Thấy không Chứ còn với lang thang Sài Gòn này đủ kinh phí để đi bất kỳ ở đâu ta muốn đi bất kỳ chỗ nào ta thích đi là ta tới chứ không cần thiết phải là ai mời hay là ai thỉnh đấy chứ mày đừng có nghĩ là cái từ đây xuống lâm đồng là cái chuyện ấy nó xa vời cái sốc tranh ta còn mò xuống được cái tao vạch cái mặt của hình văn đợi ra thì cỡ bận bay nó thật Tao không có thời gian, tao có thời gian tao dành khoảng một tuần là cái người ta đi nát hết Chứ đừng nói cái chuyện mà giữa cái giọng chó này đây nó là mời hay không mời Bay không đủ tư cách để mời tao và bay cũng không có một cái tầm nào mà để ta phải ngồi chung Nói thật Nói thật một câu cho nó, nó vuông Cá bọn bay không có đủ tư cách mà để ngồi chung với tao ở bất kỳ một cái lĩnh vực nào Chứ đừng nói là chuyện là mời đi free Tao đâu cần free, tiền tao có mà Tao thích tao đi thôi, nhưng mà chưa đến lúc tao phải đi Hiểu không? Chưa đến lúc tao phải đi và tao sẽ đi trong cái một thời điểm nào là hợp lý nhất Đó. Còn vấn vấn đề quan điểm chỗ thằng Phúc của anh em chuồng chó nè. Thì thâu nay tao không đặt mày anh em chuồng chó nữa tao đặt mày Phúc mặt lợn nha. Nhìn cái mặt mày như mặt lợn đó, mày đi quay một trường hợp thiện nguyện mà mày không có một cái gọi là chứng kiến hết trơn. Tao nói mày ông tò te đấy, bây giờ cái như mày có, có có, đuôi cũng cũng mày cũng phải nghe chứ mà không nhìn thấy mày không nghe chứ. Cá người ở quê người ta nói ổng như thế nào? Ổng là một người có gì bạn nát rượu đấy lên trên này vẫn dựa cộng đồng mạng sống mày không đủ lòng từ đấy mày giúp á mày giúp tò te thì chỉ bằng mày vừa giúp cha giúp mẹ mày ở nhà đó cha mẹ mày cái như là sai mày đi mày có thức khôn dậy sớm để mà cái như đáp ứng được yêu cầu của cha mẹ mày hay chưa đó mà mày lên đây mày giả cái lòng từ bi bác ái để mà cái như là đi mua trái cây tò te thức khôn dậy sớm cái bạn chắc còn bay bay lên bay kiếm ăn thôi Đấy, bay lên bay dùng cái đồng view bay dựa cái gia đình người ta cái như là có còn view để mà người ta chú ý người ta coi đó bay kiếm ăn thôi chứ thật sự bay chẳng có người ta nữa đấy. mày giúp đấy là bỏ từng túi mà ra đấy mà giúp còn đằng này ban chắc là bọn bay mà chắc là lợi dụng cái gia đình của trọng súng để bay quay phim mà kiếm like đấy cái bản chất của mày là chỗ đó mà đối thật bây giờ mày mà cái như là không quay trọng súng mà quay ai Mày làm công nhân chết mẹ mà tranh thủ nhau cái giờ trưa để mà ra mày quay Đúng không? Chứ mày không quay trọng súng mày biết quay ai Chứ mày sống á Thì thật sự ra cũng nên là cái như nhìn lại thế nào cho nó thỏa đáng Mày một thằng đi câu like câu view có những người ngu mới nhảy vô comment cho mày nó mày cái lòng từ bị cái ái từ bị cái ái gì lạ vậy Từ bị cái ái mà bỏ tiền túi mà ra Đấy mày lo cho ổng mày đừng có quay phim nữa mày đừng có kể như là bia cái hình ảnh chó mày lên nữa đấy là mày từ bi bắt ái còn đằng này mày quay gia đình trọng Súng, mục đích của mày là mày quay bật kim like kim view để phục vụ cho cái cuộc sống của mày nhưng mà từ bi bắt ái là lạ vậy từ bi ái tại sao ta thấy ở sài gòn này cũng nhiều người họ khổ cũng nhiều người kể như họ ăn bờ ngủ bụi sao mà không tới nào quay mà quay đồng súng ta hỏi một giả thiết nếu như gia đình đồng súng mà quay không có view mà còn quay tiếp hay không Đấy. Thì tự bản thân mày mày hiểu mày là ai Mày là ở sống chó nào ở xã hội này Đấy Còn nói thật Cái chuyện mà thơ nhà thơ đồ để dành cho mày Tao nghĩ hợp lý hơn đấy. Chứ còn tao cái nhưng không có thơ nhà đâu Chỉ dành cho mày đấy. Chỉ dành cho những thằng gọi là cu ly của bác như mày đó Đó những thằng mà nó học chưa tới bờ tới bến như mày bây giờ đi làm cu ly mà vẫn còn là cái như là ngu dốt mà thể hiện tay một thành phần trí thức đó lúc nào cũng nói trời ơi cái như tôi thế này là khác mày là giống chó vậy xã hội này mày cái gì mà lên 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 mạng mày mày sủa dữ đó hả mày có cái đủ mà cái đủ bản lĩnh để bảo vệ cho chị mày không để chị mày hay mày bay hay mẹ hay bà nậu mà ta không có biết nhưng ta nói nè bất kỳ ai mà làm những chuyện sành bậy mà đưa lên cộng đồng mạng thì cộng đồng mạng được quyền phán xét muốn cộng đồng mạng không còn phán xét thì nấp cái mặt chó đi đừng có đưa lên bất kỳ một vấn đề gì cả Đấy, nhưng cái hành vi của chị mà đó là cái hành vi là ta nghĩ là ghen nhiều hơn là cái như đi giúp đỡ đó. giúp đỡ gì kỳ vậy đấy, giúp đỡ gì mà đi xuống đó rồi cái như là là khi lên xe là cái chửi con người ta lên bờ xuống ruộng cái tâm từ đâu ra đấy là đa số là cái thiên vị về cái thành nhịp sống lưu rất nhiều tôi đang nói ở đây là đang nói một vấn đề trong một khía cạnh thằng nhịp sống lưu nó cố tình nó đưa sai ký sự thật để cộng đồng mạng cái dồn con bé này vào được cùng cho tôi không bảo vệ con bé này Tôi muốn là thằng Nhật điêu nó phải có những cái gọi là thừa nhận cái mối quan hệ tình cảm Vì nó có nó có quan hệ tình cảm với con bé này Nó cũng từng cả như là thuê nhà, thuê phòng, ngủ ở với con bé này Đó Chứ đâu phải là cái như không không tại sao tất cả mọi người nó không chỉ mà cái nó lại chỉ cái như là với thằng nhịp sống điêu đó. Mọi người đi chung nó đầy là sao không chỉ với nhịp sống điêu đó. Cho tôi hỏi quý vị không có lửa không bao giờ có khói còn cái sự việc vì sao ông tò Tê ông, ông ông tố gì xuống điêu mà ông không tố những thằng khác thì chắc anh giữa ông với thằng nhịp sống điêu cũng có những cái gọi mờ mờ ảo nó cũng từng dựng ông ông tò Tê một người gọi như sâu rượu mà lên trên này đã thành một người cha mẫu mực mà đúng không cho nên tôi đoạn đạm với quý gì không có gì mà cả như nó không có một cái cái lý do cả đấy còn thằng phúc anh em nhìn chó rống cái lỗ tai là nghe cộng đồng mạng chửi mày chứ không phải mình đã chửi đâu nha thằng phúc anh em mặt lợn chứ quên đấy còn mày nói rằng á Tao tại sao không đi xuống đó xác minh mà để một người phụ nữ xuống để mà cái giải cứu thằng nhịp sống niêu Nó giải cứu là bà này đó nó thật cái mày mày còn ngu lắm mày không hiểu bà này bà ghen Bà ghen giữa thằng nhịp sống niêu với là cái con bé hăng này cho nên bà xuống tận nơi bà chứng kiến cái sự thật Để chứ không ông nậu nào mà nó xuống thật sự ra xuống để mạnh thường quân để đi giúp đỡ mà đi chung với người mà bị hại như là 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 con con bé này cả đúng không bà con họ xem những cái phim họ nhìn nhận ra rất nhiều vấn đề chỉ có những người mà gọi là cái như là quá ư thần tượng Đấy, những người mà vẫn còn nằm chết trong cái lũng u mê đó thì người ta mới nói là nhịp sống niêu nó là người tội nhịp sống niêu nó là thế này đã khác nhưng thật sự ra nếu mà người ta biết rằng cái quá khứ của thành nhịp sống niêu như thế nào thì cái như tôi đảm bảo quý vị qua những câu từ trâu chuốt của thành nhịp sống niêu qua những cái điệu cười qua những cái hành động Đấy, tôi hỏi quý vị cái thời xưa nó cũng đưa ông nhịp ông đưa đưa kể như là ông tò Tê lên nó cũng có những cái lời xiết xoa đấy rồi nó đưa trọng súng ra gầm cầu vỉa hè nó cũng xiết xoa cho nên là rất nhiều mạnh thì quân sập bẫy tôi nói cái thằng này là một thằng cò từ thiện chứ không có một cái tâm của nó không phải là tâm thiện đấy. nếu cái tâm của nó là đi làm thiện nguyện thật thì không bao giờ để nó gây sóng gió trong sự việc của bé hằng đấy. nó có những cách giải quyết mà thực sự ra Cái như là yên thấm chứ không phải như thế này mà bây giờ bây giờ nó muốn gây sóng gió thì thôi bây giờ lỡ rồi gây luôn chứ sao Đúng không Còn thì nhiều số yêu còn nhiều bộ phim dài tập lắm Vấn đề Nói với thằng cái như là Phúc ngã năm mặt lợn nè Tao thích đưa ra không đưa ra thôi Cho nó nhiều phim nhiều tập lắm Còn mày muốn mày muốn chứng kiến để tao đưa ra tiếp và cái như là chị gái mày chị ruột mày hay là cái gì đó tao không quan trọng đâu đã còn muốn thích tiền tao đã thích tiền tao cái số điện thoại là có và địa chỉ tao trong ban nhóm mày cũng có rồi mà cái như là tại sao là mày cứ mày nói nhưng mà sủa như chó đấy mà không xuống tìm và tao còn đã gửi cái địa chỉ tao qua mail của mày rồi nha đó. thì thích thì cứ xuống ok đó cho tao nói mày một lần nữa mày càng quay trọng súng là tao càng nói khi nào mày bỏ trọng súng đi mày đừng cái như bu theo đích trọng súng nữa mày làm xấu hổ cái như là 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 cái con con người việt nam quá đấy Trầm súng nó sống được ngày hôm nay cũng do cái lũ youtube bẩn của bọn bày này, đó. bay duy trì, bay 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 cứu sống, này. Đấy. ngồi đời thiếu gì hoàn cảnh đáng thương, thiếu gì hoàn cảnh đáng được giúp đỡ. Tao hỏi cái tâm của bay có thiện không? Bay đời đi làm thiện nguyện, bay đang mượn cái danh thiện nguyện để bay đi làm chuyện sằng bậy chứ thiện nguyện như cái lũ bay, thân bay bay lo không nổi mà tiền đâu nó thật sự bay đi giải cứu, tiền đâu bay đi cái như làm thiện nguyện, bay cũng đang lợi dụng hình ảnh nó lợi dụng mạnh thường quân bay làm những trò mèo đó chứ. Khi nào mày bỏ tiền túi mày ra đó Mày làm vài trường hợp đi Đấy cái vị khán giả bên tao nói đó Mày 10 triệu là ổng 10 triệu bỏ ra cả như nó làm từ thiện Đấy Đừng có quay Làm đi Mày làm ít là BA nhiều cái mỏ bay nó to hơn là cái bay bay làm sự thật Lũ khốn một bay Đấy bay thích thì xuống tiền tao nè Địa chỉ ta có rồi đó con người gì mà cũng nhìn biết cái chỗ nào đúng chỗ nào sai cũng nhìn biết là cái như cái sự thật nó nằm ở đâu đấy chứ còn tao đâu phải như lũ bay đâu mà đi làm cu ly mà cái như là không chủ động được thời gian đấy nói xin thưa quý vị đó Những cái lũ này đó nó mang chắc cái bày đàn nó lôi kéo hết người này người khác có những cái chiêu trò vô cùng bẩn bựa mà mình không nói thì cái như không được mà nói thì chắc ăn nó sẽ va chạm đến rất nhiều thành phần rất nhiều người Nhưng cái lũ này cũng phải nó nói cho nó hiểu Nó đừng bao giờ có những cái gọi là cái như đi lắp lỗ thuê Làm những trò mèo Đấy Chị xin thưa quý vị thì clip này tôi cũng quá bức xúc đi mà ta dành riêng clip này cho cái thằng phúc ngã năm chuồng chó với là cái, cái 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 cái, cái con mà mạnh thường quân rỡm cái đấy, đấy mạnh thường quân rỡm mở đấy mà đi kể như là đi xuống gọi là xác minh mà thực sự trong thức phim này quý vị thấy là cái đại đa số xuống là ghen tuông chính ghen tức là nhiều xuống nó thỏa mãn cân ghen của mình Đấy. ai đâu mà đi giúp đỡ giúp đỡ kiểu quái thai đó xin phép quý vị cho tôi kết thúc clip đây một lần nữa thì kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống bye bye quý vị hẹn gặp lại quý vị trong clip tiếp theo